rất lâu rồi. Quán ăn phục vụ cơm văn phòng của chị Đặng Thị Thơm ở đường Nguyễn Văn Thương, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh mới có không khí tất bật trở lại. Đến sáng ngày 4 tháng 10 năm 2021, sau hơn gần 3 tháng phải đóng cửa theo quy định phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, quán ăn của chị mới có thể mở cửa trở lại. Lý do là vì thứ nhất là mình phải đợi cho đủ người lao động, tại vì người lao động ở quê hoặc là người lao động họ trở về nhà thì họ mình phải cho lao động trở lại cho đủ mới được hoạt động trở lại. Thứ hai nữa là mình cũng phải chuẩn bị lại toàn bộ nguyên vật liệu cũng như là dọn dẹp hàng quán thì đến ngày hôm nay mới là sẵn sàng để mở bán lại. Bắt đầu mở nhà hàng từ năm 2016, đối với những người buôn bán, kinh doanh ăn uống như chị Thơm thì dịch Covid-19 đã gây ra không ít khó khăn. Từ năm ngoái đến năm nay là thời điểm mà khó khăn nhất trong cái giai đoạn, suốt giai đoạn mà mình mở cửa hàng, nó khó khăn hơn cả cái giai đoạn mình mới mở nhà hàng nữa. Tại vì là ngoài cái việc mà mình vẫn phải chi trả chi phí mặt bằng, nhưng mà mình thì lại bị không được bán tại chỗ, chỉ có được bán mang đi và chi phí mặt bằng gần như là không có giảm. Trước khi làn sóng dịch Covid-19 ập đến, ngoài việc duy trì một chi nhánh ở thành phố Thủ Đức thì chị mở thêm chi nhánh ở quận Bình Thạnh. Ở chi nhánh này, chị phục vụ việc bán mang đi. Ngoài ra, nhiều thời điểm chị cũng phải tự mình đi giao hàng để tiết kiệm chi phí. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh cho phép các quán ăn, nhà hàng bán mang đi trở lại sau nhiều tháng giãn cách, quán ăn của chị Thơm cũng đã có nhiều điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới. Tổng cộng mình sẽ có 3 combo cá cơm, 2 combo đậu hũ lớn, 1 combo hũ lớn, 1 combo sườn, 1 combo gà tở, 1 combo cánh gà, 1 combo thịt bò trứng. Sau đó là mình cảm thấy rằng là cái doanh thu mà bán mang đi nó còn cao hơn nhiều so với việc bán tại chỗ. Nên đến tháng 12 năm 2020, chỉ sau 6 tháng mà bắt đầu bán thông qua các ứng dụng giao đồ ăn đó, thì mình đã mở thêm một chi nhánh khác chỉ để bán mang đi thôi và không phục vụ tại chỗ nữa. Và đa số hiện nay doanh thu của mình từ năm 2021 đó, đa số là bán thông qua các app bán hàng như là Grab, Gojek hay là Baemin Now. Sau nhiều tháng phải dừng việc kinh doanh theo quy định, khi trở lại với công việc, cả chị cùng nhân viên đều hồi hộp chờ đợi đơn hàng đầu tiên. Sau gần 3 tháng nghỉ á, thì là điều lúc mà mở lại thì rất là hồi hộp rằng là mình không biết là sẽ bán được bao nhiêu, không biết là mình chuẩn bị như vậy có đủ hay không. Rồi nhân sự thì sau 3 tháng trở lại làm việc họ chưa có quen việc. Rồi cái chủ yếu là mình chỉ sợ không có khách hàng thôi. Cái lúc mà có cái đơn đầu tiên á thì đúng là lâu lắm mới nghe lại được những cái tiếng chuông từ các ứng dụng bán hàng, nên là cảm giác như là mình được trở lại, quay lại cuộc sống bình thường á, rất là mừng. Trong ngày đầu mở lại, thời gian cao điểm buổi trưa, chủ quán cũng như nhân viên đã phải làm việc hết công suất, một người một khâu chuẩn bị các phần cơm một cách nhanh để giao cho đơn vị vận chuyển đưa tới khách hàng. Trong có những lúc mà giờ cao điểm á, thì đơn cũng đã trở lại nhiều hơn, và thực sự là cả mình và cả tất cả các bạn là làm trong nhà hàng á, thì rất là vui và rất là mừng. Tuy nhiên rằng là sau 3 tháng mà quay trở lại làm việc á, thì các nhân viên thì vẫn còn hơi lúng túng và hơi bị lỏng cộng, nên là hơi gặp một chút khó khăn. Hiện tại doanh thu của quán chị Thơm chỉ đạt khoảng 30% so với trước thời điểm nghỉ dịch. Vì vậy, mặc dù có thể bán lại, nhưng những người làm lĩnh vực như chị cũng đứng trước nhiều lo lắng. Mình sợ rằng khi trở lại hoạt động thì là mình sẽ khó đạt được lại những cái mức doanh thu như cũ, những cái mức đơn hàng như cũ. Bởi vì là như mình đã nói, những cái khó khăn là cái tiền của dân cũng hết, mà người dân còn lại ở thành phố cũng ít đi, thì chắc chắn là cái lượng đơn đặt hàng thì chắc chắn sẽ giảm, thì doanh thu sẽ giảm, thì kéo theo là lợi nhuận có thể nó sẽ không có hoặc có thể sẽ bị lỗ, nhưng mà ít ra được hoạt động lại thì cũng đã là mừng lắm rồi.